Hello, chào mừng tất cả các bạn và các anh chị đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hiện tại cái vấn đề mà được các anh chị, các cô chú, kiều bào quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là khi nào mở lại đường bay và khi nào có những cái chuyến bay thương mại để các anh chị và cô bác có thể trở về Việt Nam một cách nhanh nhất. Vì hiện tại các anh chị và cô bác muốn về Việt Nam thì phải thông qua những cái chuyến bay giải cứu. Thì những cái chuyến bay này không phải lúc nào chúng ta mua cũng có vé, và số vé nó thật sự là rất có hạn và nó sàng lọc rất là kỹ. Để có thể về Việt Nam thì các bạn phải nằm trong những cái yếu tố, những cái nhân vật, những cái người mà ưu tiên thì các bạn mới có thể mua được những cái tấm vé này, hoặc là các bạn mới có thể về được Việt Nam. Vì hiện tại Việt Nam thì các bạn và các anh chị cũng đã biết là tình hình dịch đang có dấu hiệu chuyển biến, nó cực kỳ là phức tạp. Một ngày có thể là 10 ca, mười mấy ca, ít nhất thì cũng vài ca. Và trong đó có khi là có ngày có một vài ca tử vong nữa các bạn. Trong khi trước đó, ở lần dịch đầu tiên thì chúng ta thấy là không có ca nào tử vong hết. Từ lúc mà nghe cái ca tử vong đầu tiên tới những ca tử vong sau những ngày tiếp theo thì người dân rất là hoang mang, người ta lo sợ liệu cái đợt dịch thứ hai này, con virus này nó có mạnh hơn hay không, có dữ dội hơn không mà có thể làm nhiều người chết như vậy. Trong khi là cái đợt dịch đầu tiên chúng ta đã chống dịch rất là tốt, chúng ta không có một ca nào gọi là tử vong hết. Vậy thì tại sao trong lần hai này chỉ mới có một thời gian ngắn mà chúng ta đã nâng cái số lượng người mắc nó cao và có thể gọi là nhanh hơn lần một rất là nhiều, và kéo theo đó là số ca tử vong nữa? Và để lý giải cho cái điều này thì chúng ta hãy suy luận một chút. Đó là cái đợt dịch lần 2 này thì xuôi thai là nó lại nằm trong một cái bệnh viện, nơi mà có rất là nhiều bệnh nhân đã mắc cái bệnh nền, rất là nhiều bệnh nền. Có thể nói là nằm đó để chờ cái thời gian mà họ qua đời thôi. Bệnh nền rất là nặng luôn, và vì thế thì nhiễm thêm con virus corona này nữa, thì cái khả năng sống sót của họ rất là thấp. Vì bình thường một người khỏe mạnh, bình thường bệnh nền ít thôi, là nhiễm với cái virus corona này á, là đã cũng là rất là mệt mỏi để có thể chống chọi được qua cái con virus này. Nhất là những người cao tuổi mà bệnh nền ít nha, như cao tuổi thì cái sức đề kháng của họ sẽ thấp hơn những cái bạn trẻ rất là nhiều. Những cái bạn trẻ thì mình nghĩ là có thể dễ dàng vượt qua được. Hơn nữa, ở Việt Nam thì khí hậu nó cũng nóng sẵn rồi, vì thế là nếu các bạn có sức đề kháng tốt thì dù có nhiễm thì các bạn tích cực điều trị theo cái liệu trình của Việt Nam chúng ta thì có thể mau qua khỏi. Tuy nhiên những cái người mắc bệnh ở đây là bệnh viện, nơi mà có những cái người đang trị những cái bệnh nền rất là nhiều, và có một số người thì đã rất là cao tuổi. Hầu như là hiện tại tới giờ những cái ca tử vong đều là những cái người cao tuổi, họ có bệnh nền rất là nhiều và sức khỏe của họ rất là yếu. Vì thế là khi mắc thêm cái virus này nữa thì họ đã không thể qua khỏi. Thì đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái lần 2 này đối với lần trước. Vì ổ dịch lại nằm ngay bệnh viện và có bệnh nhân nhiễm cái bệnh nền nhiều và sức khỏe của họ thì yếu nữa. Vì thế là khả năng phục hồi của nó và cũng như là khả năng cứu chữa nó không thể bằng những cái người trẻ. Với tình hình hiện tại thì chúng ta chỉ còn biết một cách, đó là chúng ta sẽ sống chung cùng với dịch, chứ không có cái kiểu mà cách ly toàn xã hội như cái lúc trước nữa. Chúng ta cách ly hết như vậy. Cách ly hết như vậy đương nhiên thì nó sẽ cực kỳ hiệu quả, nhưng đổi lại chúng ta phải trả giá một cái giá rất là đắt, vì nền kinh tế chúng ta sẽ sụp một cách thê thảm. Đó là lần thứ nhất cơ nha. Lần thứ hai, nếu chúng ta vẫn tiếp tục mà làm cái kiểu mà cách ly toàn xã hội thì nền kinh tế chúng ta sẽ điêu đứng hơn nữa, và các chủ doanh nghiệp sẽ có thể gọi là lâm vào bước đường cùng, và rất 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 là nhiều lao động phải thất nghiệp vì cái dịch bệnh lần hai này nếu chúng ta cách ly một cách gọi là đại trà như trước nữa. Bây giờ thì chúng ta chủ trương là cách ly theo dùng và chúng ta phải sống chung với dịch bệnh để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng như là an sinh xã hội, và cũng như là ngành kinh tế chúng ta sẽ không bị giảm sút thê thảm. Hiện tại một số chỗ như là thành phố Hồ Chí Minh của mình, nơi mình đang sống, thì vẫn cho hoạt động bình thường. Tuy nhiên thì vẫn khuyến cáo mọi người là nên ở nhà và ra đường khi cần thiết thôi, chứ không nên mà đi lung tung hết. Và cũng như là đi ra đường thì nhất định là phải đeo khẩu trang, và chúng ta đã có những cái mức phạt khá là nặng cho cái việc mà ra đường không đeo khẩu trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cộng thêm đó là việc cấm những cái nơi giải trí không cần thiết như là bar nè, vũ trường nè, và cũng như là bây giờ đã cấm luôn cái việc mà đi lại ở những nơi công viên tập thể dục. Còn những cái nơi khác thì vẫn cho hoạt động một cách bình thường. Theo cái phương châm đó là dịch tới đâu thì chúng ta sẽ cách ly tới đó thôi, và chúng ta sẽ sống chung với nó, chứ không mà để nó phải ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống chúng ta nữa. Và theo thông tin từ nhà nước chúng ta thì những cái chuyến bay và những cái đường bay quốc tế sẽ được mở lại trong vòng tháng 8 này. Tuy nhiên là chớ treo thai là trong tháng 8 chúng ta lại bắt đầu bùng phát dịch lần thứ hai tại Việt Nam. Vì thế là cái chuyện này đã bị hoãn lại một thời gian nữa.
Và theo thông tin thì rất có thể là tình hình này chúng ta sẽ kiểm soát dịch tốt trong vòng tháng tháng 8 này, chúng ta sẽ kiểm soát dịch tốt, hoặc là dữ lắm thì chúng ta sẽ kéo qua tháng 9 hoặc là nửa tháng 9 là chúng ta sẽ kiểm soát hoàn toàn như này. Hơn nữa là gần đây thì đã có vaccine rồi, nên cái việc là mở lại đường bay thì mình nghĩ là sẽ sớm thôi, mình nghĩ là sẽ giữa tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 là chúng ta sẽ có thể mở lại những cái đường bay thương mại để các bà con kiều bào và những cái anh chị em nào ở nước ngoài muốn về Việt Nam thì có thể là mua những cái vé bình thường có thể về Việt Nam được. Hiện tại thì vé máy bay để có thể trở về Việt Nam thì nó có thể gọi là nhích hơn và nó cũng khó mua hơn so với cái thời điểm trước đó với những chuyến bay thương mại, vì chúng ta bây giờ về chúng ta phải về theo cái diện gọi là những cái chuyến bay giải cứu, và những chuyến bay giải cứu này thì nó đắt hơn ở chỗ là chúng ta những chuyến bay này là phải vệ sinh máy bay đó, vệ sinh máy bay rồi phát đồ bảo hộ và đảm bảo cái việc cách ly nó an toàn nữa. Và những cái chuyến bay bình thường thì mình nghĩ là giá vé hiện tại thì cũng cả 1.000 đô rồi, và những cái chuyến bay đặc biệt ở đây thì nó cũng bay bình thường thôi các bạn, nhưng mà nó sẽ có những cái dịch vụ kèm theo, như là các bạn về cách ly 14 ngày các bạn sẽ ăn được những cái đồ nó có thể gọi là nó tốt hơn, ở cái dịch vụ tốt hơn, ở những cái nơi tốt hơn như là các khách sạn, vì các bạn biết là dịch bệnh này á, thì khách sạn nó rất là ế ẩm. Thì nhà nước chúng ta đã có gọi là hợp tác hoặc là có nói chuyện với bên khách sạn để chúng ta để nhà nước có thể mở ra một cái dịch vụ để cho những người họ có điều kiện hơn, họ có tiền hơn thì họ có thể thuê những cái dịch vụ này với những cái chuyến bay đắt đỏ hơn từ 2.000 đô đến 6.000 đô, thì chúng ta sẽ có thể về Việt Nam cách ly ở trong những khách sạn này hay những cái resort nếu các bạn muốn đó, thì giá của nó là trọn gói như vậy là 2.000 đến 6.000 đô gì đó, thì trong 14 ngày các bạn sẽ được ăn và ở trong những cái khách sạn đó, có thể là 2 sao, 4 sao hoặc là 5 sao. Những khách sạn này thì có những cái mức giá để cho các bạn tùy chọn, vì rất là nhiều trường hợp các bạn nhất là về nước rồi sau đó các bạn bị ép buộc cách ly tập trung ở những cái nơi như là doanh trại quân đội hay là trường học đó, thì những cái nơi đó là những nơi công cộng, và những nơi đương nhiên là những nơi công cộng đó sạch sẽ và giống như là tính riêng tư của nó sẽ không thể nào bằng khi các bạn ở khách sạn và những cái resort được. Vì thế thì giá của nó cũng rất là thấp và hầu như có khi là miễn phí. Lúc trước thì mình miễn phí, bây giờ thì mình có thể là sẽ thu ít phí thôi. Đối với những người mà có cái túi tiền eo hẹp thì cái việc mà cách ly những nơi này thì họ thấy là ok. Tuy nhiên, đối với những người họ đã quen sống cuộc sống sang chảnh, sống cái cuộc sống mà nó tiện nghi thì những cái nơi cách ly như doanh trại thì không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Đó, thì xảy ra một tình trạng là sẽ chê bai và đăng trên mạng này nọ, thì lúc đó sẽ bị ném đá và rất 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 là nhiều chuyện xảy ra không đáng có. Khi mà họ đã có tiền mà, thì chúng ta nên cung cấp cho họ một cái dịch vụ tốt để họ có thể sử dụng, và có thể hơn nữa thì chúng ta có thể giúp được đỡ cho khách sạn một cái gánh nặng, vì khách sạn các bạn biết là hiện tại cái thời buổi này dịch nó đang phức tạp, vì thế khách sạn là những nơi mà gọi là có thể là vắng và ế nhất ở Việt Nam, vì thế là cái hình thức này mình cực kỳ ủng hộ, vì nó có thể giải quyết cho những người có điều kiện, những kiều bào muốn có về cách ly Việt Nam một cái điều kiện nó tốt hơn thì chúng ta mới có thể lựa chọn những gói dịch vụ cao hơn. Chuyến bay về chọn gói là 2.000 hay 6.000 đô gì đó, chúng ta sẽ được một dịch vụ tốt, không phải ở chung tập thể và mất cái sự gọi là riêng tư khi chúng ta ở doanh trại hay những cái nơi chúng ta không thích vì nó không đủ tiện nghi. Nhưng mà hiện tại thì để thực hiện những cái chuyến bay đưa công dân về chúng ta phải rất là phức tạp, chứ không phải là muốn xách máy bay qua đến bay và chúng ta rước đón công dân chúng ta về được, không phải như vậy, rất là khó nha các bạn. Chúng ta phải qua cái nước sở tại và chúng ta phải có một cái cuộc nói chuyện với bên nước đó để xem cái cách nào đưa công dân về một cách là an toàn và đảm bảo cái tiêu chuẩn phòng chống dịch của bên đó cũng như là bên mình. Thì sau đó thảo luận xong thì họ mới có quyết định và khi nào chúng ta được đưa đi và chúng ta đưa đi được bao nhiêu người. Vì thế là như các bạn thấy chuyến bay gần nhất ở đây thì có chuyến bay Úc về Việt Nam, thì trong đó thì sẽ chở được 300 người, nhưng mà cái đơn mà để nộp để xin từ Úc về thì lên tới 4.000 lượt, chúng ta chỉ giải quyết được một phần rất là nhỏ trong cái số đơn này thôi, chúng ta không thể nào giải quyết được nhiều được vì nước sở tại nên họ chỉ cho được nhiêu đó thôi. Đó là lý do vì sao vé máy bay từ bên nước ngoài về nó lại đắt hơn bình thường là như vậy. Đó, chúng ta phải tốn rất là nhiều tiền bến bãi rồi tiền bảo hộ, tiền cách ly, rồi rất 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 nhiều thứ tiền so với những chuyến bay bình thường. Và đó là những con số mình biết được nha. Còn những con số từ Việt kiều các nước, nhiều người Việt như là Đài Loan, này, Hàn Quốc hay là Mỹ, thì con số này mình nghĩ cái đơn để xin về Việt Nam sẽ còn nhiều hơn ở Úc nữa.
Vì thế ở thời điểm hiện tại thì mình khuyên các bạn các anh chị vẫn nên là chờ đợi và cứ nộp đơn để xem mình có được may mắn xét duyệt để trở về Việt Nam sớm hay là không. Còn không thì các bạn các anh chị hãy ngồi yên ở bên nước sở tại và chờ đợi những cái chuyến bay thương mại được mở lại thì chúng ta có thể trở về Việt Nam. Theo tình hình này thì rất có thể là nửa tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 chúng ta có thể, mình nghĩ là có thể là sẽ mở lại được đường bay. Và tới đó thì nếu có tiếp tục những cái thông tin gì mới, mình sẽ cập nhật nhanh và ngay cho các bạn và các anh chị ngay trên kênh này. Chúc các bạn và các anh chị có thật nhiều sức khỏe để có thể chống chọi qua cái mùa dịch này. Xin chào và hẹn lại tất cả các anh chị và các bạn trong cái video sau nha.